Kính chào các bạn nhé, hôm nay tôi đang đứng ở đây ở ngay trong cái trung tâm của tòa thượng thẩm của Berlin, và trong kia là những cái phòng xét xử. Và ngày hôm nay ngày 2 tháng 11 năm 2022 thì đã diễn ra bắt đầu khai mạc các phiên xét xử một cái cá nhân, đó là ông Lê Anh Tú, một người Việt Nam sống tại Cộng hòa Séc. Và ông Lê Anh Tú đã bị cáo buộc với việc là đã lái xe để tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc này, và với hình thức mà hình phạt mà tòa đưa ra là khoảng 5 năm tù, tức là ông này tội nặng hơn ông cái người lần trước đã xét xử là 3 năm 10 tháng là Nguyễn Hải Long, bởi vì ông này là trực tiếp tham gia vào cái việc mà bắt cóc người tại thủ đô Berlin, sau đó lái chiếc xe đó đưa ông Trịnh Xuân Thanh và bà Phương vào trong tòa đại sứ quán Việt Nam ở Berlin để làm cái việc mà giam giữ bất hợp pháp 2 ngày, và sau đó tiếp tục là đưa sang Cộng hòa Séc và đi sang Slovakia và dùng chiếc chuyên cơ của chiếc máy bay của ông Tô Lâm mượn của chính phủ Slovakia hoặc là thuê để trở sang Moscow và từ đó về Việt Nam. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra rất nhiều buổi. Cái này tùy thuộc vào cái việc mà cái người mà bị cáo này, tức là ông Lê Anh Tú này, có khai nhận hay không. Nếu mà ông ta khai nhận thì tòa sẽ xử sớm và nhanh hơn, cũng như cáo buộc đưa ra sớm hơn, và ông ta sẽ được cái án có thể là nhẹ hơn một chút. Nhưng mà nếu ông không nhận thì họ sẽ dùng mọi cái biện pháp về mặt pháp lý, về bằng chứng để họ cáo buộc cái tội là tham gia bắt cóc. Đây là một lần nữa, cái việc này rất nguy hiểm cho ông Tô Lâm, ở chỗ là trong tòa ngày hôm nay đã đưa ra rất nhiều lần nhắc đến tên ông Tô Lâm về cái việc mà tổ chức cái vụ bắt cóc này và mượn máy bay của Slovakia để đi bắt cóc. Và cái phiên tòa càng kéo dài thì cái sự bất lợi cho ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, càng thêm khó khăn trong cái việc mà hoạt động chính trị của mình. Vì thế giới, và như các bạn thấy, đây là rất là nhiều nhà báo quốc tế họ đã đến đây từ khắp nơi tại châu Âu đến đây để quay chụp và phát cái hình ảnh về cái phiên tòa này, và chưa biết rằng ông Lê Anh Tú sắp tới đây sẽ khai thêm ra những cái tình tiết nào mà có nguy hiểm đến ông Tô Lâm, đến các đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, tại Đức về cái vụ bắt cóc này, và những cán bộ nào có thể tiếp tục bị đưa ra tòa hay không. Và trong cái vụ án này thì trong tòa vừa sỏi đặt đọc cái cáo trạng, tức là viện kiểm sát đọc cáo trạng, thì thấy rằng là có rất nhiều tên, tức là những người Việt Nam ở châu Âu tham gia rất nhiều trong vụ bắt cóc này. Thì có những người như ông Đào Quốc Oai ở Cộng hòa Séc đã trốn về Việt Nam, nhưng mà nhiều người vẫn ở đây và chưa bị tiết lộ chẳng hạn, thì có thể tới đây họ lại xử tiếp và bắt tiếp những người khác để xử tiếp. Thì đây là cái vụ án mà rất kéo dài từ năm 2017, cái vụ xảy ra đến giờ, mà họ vẫn tiếp tục là bắt người thứ hai dẫn độ từ Cộng hòa Séc về Đức vào đầu tháng 6 để đưa ra xét xử một cách công khai. Phiên tòa này thì là bởi vì là thượng thẩm là cái tòa cao nhất ở bang Berlin này, chuyên xét xử các vụ án về gián điệp, về mật vụ, cho nên cái việc đảm bảo an ninh, an toàn của họ cũng rất chặt chẽ. Tức là chỉ có tôi là phóng viên báo chí ở đây, mà tôi là phóng viên báo chí duy nhất của người Việt Nam ở đây. Hôm nay cũng không có thấy có mặt thông tấn xã Việt Nam ở đây, cũng như những người Việt Nam đến dự ở đây rất là hiếm hoi, để đưa tin cho người dân trong và ngoài nước ở Việt Nam biết cái sự thật đã xảy ra như thế nào trong phiên tòa này, biết những cái tình tiết nào đã mới để phục vụ các bạn một cách trung thực nhất. Đấy, đây là những cái phóng viên báo chí, và bên cạnh chúng tôi đã thấy là có bảo luật sư Slack and Hall và luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh là đấy đeo kính đứng giữa và đang nói đấy, thì bà đang nói về những cái tình tiết mới của vụ án, rồi tiết lộ những cái thông tin cho các phóng viên báo chí họ phỏng vấn bà, và tất nhiên họ trước đó cũng phỏng vấn tôi. Thì đây là cái khung cảnh bên trong của khu tòa này, cái sảnh tòa này, thì các bạn thấy là tòa rất là đẹp với những cái kết cấu kiến trúc cổ điển, và ở nơi đây chỉ chuyên xét xử những cái vụ án lớn, vụ án mang tính chất an ninh quốc gia, gián điệp hoặc là bắt cóc. Mà đây là vụ án, một trong những vụ án điểm của nước Đức về cái việc mà đã xảy ra cái chuyện là rất từ trước cái này gần như là rất hiếm hoi đối với nước Đức, là bắt cóc người ngay tại thủ đô Berlin. Và hiện nay thì trong giờ này là đang giờ giải lao, thì trong kia là tòa phòng xử, khoảng ít phút nữa thì tòa sẽ xử tiếp, bởi vì ông luật sư cũng như thân chủ của ông ta là ông Lê Anh Tú là bị cáo đang bàn thảo với cả tòa về cái vấn đề lời khai hoặc là những cái xác nhận của họ,
và lát nữa tôi sẽ vào tiếp tục dự phiên tòa để đưa tin phục vụ các bạn một cách đầy đủ nhất như có thể. Toàn bộ những phiên tòa này diễn ra thì tôi sẽ thời báo chấm D sẽ tường thuật trực tiếp tại phiên tòa, cũng như là sẽ đăng các bản tin khắp nơi để các bạn có thể theo dõi những cái tình tiết mới nhất. Và đây là quả thực là một cái điều mà rất là khó khăn cho ông Tô Lâm vào thời gian tới, bởi vì ông ta là đường được một ủy viên Bộ Chính trị, một đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng bây giờ lại tiếp tục bị lôi ra tòa án Đức xét xử. Mà trong cái phiên tòa này thì họ cũng đã đưa ra những cái thông tin về việc là có khả năng nó sẽ liên quan đến vấn đề Slovakia, bởi vì là ông Tô Lâm mượn máy bay Slovakia và thậm chí còn chưa trả tiền, mà cái tiền phụ phí mười mấy ngàn đô thì không biết là bây giờ ông ấy trả chưa. Nhưng mà trong cái thông tin trước đây thì có đăng là ông ấy chưa trả, thì cũng có thể là họ sẽ đưa cái ông Tô Lâm cái vụ án này đưa về Slovakia để họ tiếp tục xét xử tiếp vào cái thời gian tới, vì nó có liên quan đến cái việc mà ông Tô Lâm mượn máy bay của chính phủ Slovakia để chở người bắt cóc đó là ông Trịnh Xuân Thanh từ đó một cách bất hợp pháp về Việt Nam. Và nếu mà phiên tòa lại được mở ra ở Slovakia thì ông Tô Lâm lại tiếp tục bị lôi ra trước công luận quốc tế và thế giới, thì đây là thể hiện trong cái sự không tôn trọng pháp luật của quốc tế, cái sự cực đoan của nhà cầm quyền tại Việt Nam đã sử dụng cái hình thức vũ lực và sử dụng cả những cán bộ ngoại giao của các đại sứ quán Việt Nam ở Berlin và một số nơi để tham gia vào bắt cóc này. Đó là cái điều mà quốc tế đang rất quan tâm, và họ ngày càng có cái nhiều bằng chứng hơn nữa trong cái vụ án bắt cóc này, và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật để các bạn cùng biết. Trung Khoa Thời báo.d từ ngay trong phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú trong cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bởi vì ông Lê Anh Tú là lái xe trực tiếp để đi bắt cóc, và ông ta chứng kiến toàn bộ cái quá trình bắt cóc, quá trình đánh đấm, quá trình khống chế ông Trịnh Xuân Thanh cũng như bà Phương, đưa vào ô tô và chở vào sứ quán Việt Nam ở Berlin để giam giữ bất hợp.